tuần lỗi khá đau, không cắt được kinh cho nó chuẩn bài các bạn ạ, nên gặp hơi thốn một chút xíu. Ấy chà, càng đấy vẫn đang nỗ lực thi đấu trong tình huống này. Giao bánh chưa, dứt điểm giao bánh thôi, ăn được cái E. Cố lên nào, cố lên nào, Royal ăn được cái máy bắn đá đi, ăn thêm cái Inferno nhiều tia nữa nào. Vâng, phá luôn cái ring bay nào. Yes, cố lên, cố lên nào Akari. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Các bạn múc hết vé vàng chưa? Vâng, chưa mua thì liên hệ ngay Akari Gaming thì mình sẽ hỗ trợ, mình múc cho các bạn. Còn quá nhiều đồ luôn. Và nữ hoàng rắn này của chúng ta đây rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ngày thi đấu thứ 2 của anh em Siêu Xin Lớp. Vâng, tạm thời chúng ta hòa sao và hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy. Vâng, còn một lượt của mình với cả một lượt của anh Chính nữa. Thì trước mắt chúng ta sẽ cùng xem những trận thi đấu 3 sao trước nhá. Ok, sau đấy thì và như vậy là đây một trận đánh bằng rồng điện luôn đến từ Sting Hiền ở nhà số 3 đây các bạn ơi. Ghê ghê, King Queen cắt kiểu các kiểu. Một đây là một kiểu ring bay khá là căng cò trong thời gian gần đây. Vẫn là cái kiểu đi King Queen một bên và đánh xa khu vực lính hội thành các bạn nhé. Lính hội thành chỉ nên đầu tư cho rồng điện thôi, chứ còn quân mình vào đây là cái test ngay. Ui, quang động luôn cho Queen. Rồng ở khu vực này nó thêm vào cuồng nộ của cái cuồng nộ nó thì nó giật cho thì đừng hỏi cái độ bá đạo. Vâng, bịt em Queen và thêm cuồng nộ ở đây nữa, chất chơi thật rồng điện. Ủ mưu quẩy luôn. Và còn một bình đóng băng, hai bình đóng băng sẽ ở chỗ máy bắn đá và thổi gió ở đây. Trời ơi, vâng, đồng điện hẹo một cách nhanh chóng. Rồi Champion đột kích ở dưới này. Nhưng từng này quân là thoải mái mút rồi. Em Queen vào đây chơi nhẹ cây E, một máy bắn đá kia sẽ bị bịt bởi pha băng của chúng ta thôi. Inferno nhiều tia thì Queen gồng cái là nó đứt ngay mà. Đấy, easy game luôn. Pha giao bánh khét lên lẹt, bịt lại. Quá chuẩn bài luôn, một tuần đánh cực kỳ mát đến từ người chơi Sting Hiền. Dòng điện nó vẫn ở một cái tầm khá bọt các bạn nhỉ. Ok là ổn áp luôn. Easy trong trận đầu tiên. Đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ anh em nhá. Rồi tiếp theo là tơn đánh nhà số 5 của người chơi Tống Giang. Đây là gì đây? Minor Hop. Ok bạn ơi, vâng, khu vực nhà chính để lỗ lỗ thế kia là nguy hiểm lắm đấy. Không phải tự dưng bố trí quả lỗ lỗ đâu, mà ông chả ai dạy gì mà cắm mặt vào đấy ngay thẳng cả. Rồi cứ đi mé mé thôi, mé một bên thôi. Hiện tại thì chúng ta đang có 4 bay, không biết tí mình có làm được thêm bay nào hay không thì chưa rõ, cứ xem cái đã. Rồi tí đủ thời gian tỉnh quân là tới múc thêm lượt nữa các bạn nha. Rồi nhiều đồ cuồng nộ khu vực này đến từ vị trí của em Queen. Sneaky Goblin vẫn đang cắt góc và đục một lỗ cho Queen để chui vào đây rồi. Ấy chà chà, hóc vào và như vậy là có Tesla. Lính thủ nhà của đội bạn vẫn chưa thấy gì. Rồi, một số Archer với cả là Headhunter. Độc dược cái lũ này lại. Vâng, bịt để cứu em Queen. Nhưng mà pha bịt hơi chậm khiến em Queen đã phải gồng rồi các bạn. Trước kể là X-Bow đang dã những em hồi máu là khá đau. Tốt rồi, đã chơi xong. Đại quân vào từ hướng ở góc 3 giờ. Nhà chính nó chưa lòi mồm đâu, con Queen nó sẽ phải quay xe thôi. Bục Royal đã. Thế này thì phải vào bục Royal cái đã. Vâng, nhồi tiếp cuồng nộ nữa cho Queen để cứu, chứ bởi vì Queen đã gồng mất rồi. Quản giáo đã gồng tiếp. Thành Queen rất là liều mình khi mà lại cắm mặt vào trong này để chơi tiếp Inferno nhiều tia và chơi lính hội thành. Trên 50% thì nhà chính nó sẽ bắt đầu kích hoạt các bạn. Em Queen sẽ quay xe thôi, đúng rồi, nhà chính đã lòi mồm ra đây rồi. Vâng, giờ trên này với gồng đại quản giáo để cứu khi mà bị hai cái Inferno nhiều tia nó đốt, đau quá. Tiếp tục là một pha thả hồi máu ở trên kia góc 12 giờ, xong rồi. Em Queen giờ này quay xe vào sang chơi nhà chính. Một pha quay xe quá gắt đến từ Queen, hay quá. Giáo bánh nốt thể, sập hai cái lều thợ xây rồi, uy tín rồi.
Bây giờ Queen sẽ có màn solo với khu vực nhà chính. Và không phải solo, là một cuộc chơi tay đôi. Vâng, beat line. Bạn chơi tớ hơi đau rồi đấy, X-Bow ạ. Vậy rất nhiều bom bay ở khu vực trước nhà chính, góc 8 giờ. Em Queen bục cái máy bắn đá gọn nhẹ lắm, nhưng gặp thằng King 80 thì có lẽ pha này cũng tắt điện thôi. Nhưng mà đã chơi được em Wizard rồi, giảm được một công trình gây sát thương đàm làn, như thế là quá ấm êm. Baby không dám thả khi mà Air Defense Tesla nó đang loi cả cái mồm ở đây. Uầy, quá nhiều bom bay luôn, sợ bạn ghê. Này thì Tesla mắc cấp độ với chúng tôi này, tôi có Baby xử lý luôn. Vâng, nhưng mà bom đen thì tôi không chơi được. À, tuyệt vời. Và thi đấu rất hay, hai nhà rồi các bạn nha. Tiếp theo sẽ là người chơi Haze với combo lính bộ. Vâng, chơi phá nát các kiểu ring bay luôn nào. Đang suy nghĩ khá là căng. Vậy là còn đá bụp ở đầu ấy. Úi giời, sửa nhanh lên. Như vậy là dồn hướng 3 giờ và 6 giờ rồi đó các bạn ạ. Chỗ lắm X-Bow nhất thì tương mà luôn. Không nói nhiều, quật hết. Quần đá chạy cánh là khá tốt. Như vậy là quay về đây để hội nhập với đại quân luôn. Vâng, thanh niên tỉnh đòn thế à rời. Cuồng nộ đâu rồi? Đang có đồ. Úi giời ơi, chơi này thì quất chúng tôi này, ring bay này. Ôi xời, một pha bịt máy bắn đá vào khu vực nhà chính là cực kỳ hay. Bình thường tớ thì dễ mà bịt xịt trong pha đấy lắm. Tức là bịt được nhà chính thì lòi cái máy bắn đá, mà bịt được máy bắn đá thì nó lại lòi cái nhà chính ra. Vẫn còn hai bình bằng và một cuồng nộ. Úi xời, thả ngay chỗ cây nó nhiều tia, đại quân nó quẩy cho thì mắc bình luôn. Này thì thổi gió với cả lều thợ xây với chúng tôi này, quất hết. Vâng, Royal đây rồi, thả tiếp luôn ra để ứng cứu. Em Queen được Unicorn đang hồi máu cho, tốt. Unicorn cấp 3 được, vẫn được. Nói chung là có thổi có bơm là mừng rồi. Ôi trời, lại quá nét luôn, còn tận hai tướng xanh máu PK vẫn đang hồ báo cáo trồn cầm kiếm đi khắp bản đồ. Ghê. Ôi Baby ra đi. Như vậy lại một tuần lìa ngon nữa đến từ người chơi Hà Dè rồi. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với nhà số 10 mấy ấy. Đây mình xem trận này ngon nhỉ. Đây, One Bi Thu nhà số 14 ở bên kia. Lần này thì là hơi ngược hơn so với nhà hồi nãy một chút xíu. Vẫn là một cái kiểu ring bay nữa. Vâng, ring bay cũng có ring bay rát, ring bay zip. Mà jeep hay rác gì rồi thì cũng dễ mà bà sao lắm. Rồi, ok bạn ơi, đục vào. Xong tên này có lẽ anh em chờ tí đến lượt tớ mình đây, để về coi đủ lực lượng chưa là quất thôi. Rồi, đại quân vào đây. Chỉ còn có hai nhà, mỗi mình với cả anh chính bèm. Rồi, cuồng nộ đấy, và như vậy là cắt phải nói là quá nét luôn. Ice Column với cả ZT vào nó ủi rồi thì mắc binh rồi. Quản giáo chưa gồng luôn, đợi tí vào áp sát khu vực nhà chính nên bật đồ lên hoãn. Ui giời ơi, chê làm sao được trong pha này. Ice Golem tí nó ra đây nó hẹo cho thì mấy cái X-Bow mặt đất kia thì có mà cầm nín thôi. Đừng kê cả Queen luôn, vâng trời ơi. Tất cả phải đứng hình lại để One Bi Thu quẩy tưng bừng. Quá hay luôn, em Queen bị đơ rồi. Rồi ở Champion có mặt trong tình huống này, kinh vào múc luôn em Queen 80 của đội bạn rồi. Nằm xuống em ơi, Inferno nhiều tia cũng nằm thôi. Tiếc quá này, còn Queen của chúng ta và Royal vẫn đang xanh máu lắm. Giao bánh một lượt thì nằm hết. Này thì là và bắp với chúng tôi này. Chơi này nhấc người luôn bạn ơi. Quá hợp lý luôn, bên chúng ta may và linh thú vẫn đủ 4 em, mặc dù là chưa được lên cấp 5, vâng anh em là cấp 2 cả rồi. Nhưng mà nói chung là có còn hơn không. Em Queen sẽ gồng trong tên này nữa là quất nhẹ luôn nào. Tốt rồi.
Xong tuần này mình sẽ chuẩn bị đồ đạc để đi thi đấu một phát nữa. Anh em có nhu cầu mua xe, mua vé vàng hay những gói ưu đãi gì cứ liên hệ Akari Gaming được. Theo fanpage với hơn 82.000 lượt người follow, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok các bạn nhá. Ngon rồi, để mình xem nào. Tình hình là như nào đây? Vâng, 3 phút nữa quất nha anh em. Ok, và như vậy là lực lượng đã đủ rồi các bạn. Mình sẽ đánh nhà số 8 này các bạn nha. Ok, let's go. Như vậy là kinh của mình không có trâu bò húc rồi. Kinh của mình không có trâu bò húc và bắt buộc là phải tự chơi. Rồi. Vâng, đã để cho baby nó cắt rồi. Nhưng mà thằng kinh vẫn đi sai hướng. Không ổn đến từ vị trí của tôi rồi. Căng thật sự chứ. Không ổn rồi. Như vậy đây là một tơn lỗi. Một tơn lỗi đầy mồm rồi các bạn. Rồi cùng mình chiến đấu nào. Còn nước còn tát thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thành niên kinh thì gồng thôi. Bịt queen, bịt cái thổi gió này. Tạm thời là vẫn đang ok. Bịt tiếp cái thổi gió nữa trong trường hợp này nào. Bình tĩnh đi. Bịt cái này bằng đá lại. Đang rất là nỗ lực đến từ cái đám rồng của chúng tôi. Máy đá của đội bạn đang đá là quá thối. Đây, queen đã vào đây rồi. Bịt gói ô với cả máy bắn đá này lại. Vâng, em Queen cố lên. Độc dược sẽ được triển khai trong tình huống này nào. Tuần lỗi khá đau. Không cắt được kinh cho nó chuẩn bài các bạn ạ. Nên gặp hơi thốn một chút xíu. Đấy chả, thằng đấy vẫn đang nỗ lực thi đấu trong tình huống này. Giao bánh chưa? Dứt điểm giao bánh thôi. Ăn được cái E. Cố lên nào Royal, ăn được cái máy bắn đá đi, ăn thêm cái Inferno nhiều tia nữa nào. Vâng, phá luôn cái ring bay nào. Yes, cố lên nào Akari. Yes, rồng điện phá nan ring bay. Yeah, cực kỳ đã trong turn này các bạn ạ. Mặc dù đây là một turn lỗi nhưng không, cuối cùng nó vẫn là một turn lìa siêu phẩm. Ok, uy tín luôn. Vâng, leader đã vâng comment uy tín quá đã. Như vậy tạm thời chúng ta đang dẫn trước các bạn nha. Rồi, đánh hơn một bay và lia hơn nữa. Ok, lượt cuối anh Chính sẽ không biết như thế nào thôi kệ. Cứ lên sóng tạm thời là top 1 đã các bạn ơi. Vâng, đối thủ chúng ta ngày top 2 luôn. Anh em cần gì cứ liên hệ mình fanpage Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha.